Vâng, Thành Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Buổi chiều ngày hôm nay thì có một cái thông tin cũng khá là thú vị liên quan đến cái sự việc của cô thủ kho điện lực, thưa quý vị. Thì một cái thông tin mà trước đây cô thủ kho đã từng chia sẻ rằng cô ấy bận việc để mà lo những cái vấn đề pháp lý cũng như là những cái thủ tục liên quan đến cái vấn đề thăm nuôi cho các nicotine ở bên trong thiền am bên bộ trụ, cũng như là đi bận giải trình một số những công việc tại cơ quan chức năng, đó chính là cơ quan tỉnh Long An, thưa quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay đó, mọi cái sự thật nó được phơi bày hết rồi, cũng như là một trong những cái câu chuyện gọi là động trời liên quan đến cha con của ông Lê Tùng Vân, thưa quý vị. Được biết đó, cái thông tin cho rằng là chị thủ kho, chị ấy đi làm những cái thủ tục pháp lý cho Tiền Am, trên thực chất là chị nói xạo, thưa quý vị. Ngày hôm nay là chính là con trai của ông Lê Tùng Vân cũng như là một số người mà người ta đặc biệt liên lạc được với Thiện Am nha, như là cụ Lan cũng như là Tống Trần, họ đều chia sẻ cái nguồn thông tin này. Cái vấn đề pháp lý thăm nuôi á là cho chính những nicotine họ mới có thể đi làm, còn cô thủ kho này không thể giúp được cái gì hết cô chú anh chị. Bởi vì đó, cái thông tin liên quan đến sự việc này đó, thì Tốn Trần cũng như là cô Lan cũng như là Minh Tú chia sẻ cái điều này. Thì cho đến thời điểm hiện tại đó, thì giữa cô thủ kho cùng với một số nhân vật này, thì Thanh Nguyên thấy rằng cái nguồn thông tin về phía Tốn Trần cũng như là cô Lan cho đến là Minh Tú thì chúng ta có thể gọi là tin tưởng hơn. Bởi vì đó, Thanh Trần bây giờ đó đã bị loại ra khỏi Thiền Am Bộ Trụ rồi. Đặc biệt cái thông tin mà Thanh Trần bị loại đó, đó chính là do chính ông Lê Tùng Vân, ông gọi là có thể nói là chỉ đạo, thưa cô chú anh chị. Bởi vì thông tin được biết đó, liên quan đến cái sự việc mà cái cô gọi là thủ kho này bị tấn công dữ dội bằng các cá nhân bên trong phía Thiền Am Bộ Trụ. Hiện tại thì ông Lê Tùng Vân vẫn còn đang được tại ngoại ở phía bên ngoài, và dường như tất cả mọi cái thông tin bên ngoài này thì nhân vật này đều nắm được, thưa quý vị, qua những cái gọi là truyền miệng, đặc biệt là từ phía các nicotine rồi cho đến gọi là các nhân vật youtuber đang vẫn còn có thể gọi là liên lạc được với một số các nicotine ở bên trong đó. Chúng ta được biết đó, cũng chính vì cái sự việc này đã khiến cho các cá nhân bên phía Thiền Am bên bầu vũ trụ đó, họ dính vào những cái câu chuyện gọi là liên quan đến pháp luật, thưa quý vị. Chúng ta đã biết là cái thời điểm mà ông Lê Tùng Vân có những cái phát ngôn trong những video clip đó, thì do chính là những cái gọi là tu ca Hoàng Nguyên, Nhị Nguyên, Nhất Nguyên, là những người mà có thể nói là quay phim rồi cho đến là thông báo cho ông Lê Tùng Vân, ông nắm được cái nguồn thông tin này. Chúng ta có thể thấy là ông Lê Tùng Vân ông đâu có biết về cái vấn đề gọi là mạng xã hội đâu, chỉ là do Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Nhị Nguyên, các nhân vật này đó là thường xuyên lên mạng xã hội, cũng như là Quyền Trăng, họ chơi Facebook, họ chơi YouTube vân vân, thì họ mới biết được một số cái thông tin trên mạng là người này nói thì ngay như thế kia, người kia nói thì ngay như thế nọ. Thì lúc đó đó, họ mới kích bác ông Lê Tùng Vân này, gọi nào là lên làm clip, lên nói những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, cũng như là cái câu chuyện của ông Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Thì ông Lê Tùng Vân này mới có những cái lời lẽ xúc phạm, chửi bới là con này con kia, cũng như là những cái lời phát biểu liên quan đến về phía cơ quan chức năng tỉnh Long An. Nếu như mà các nhân vật này ém đi, không cho ông Lê Tùng Vân biết, thì chúng ta có thể thấy là ông Lê Tùng Vân đó, ông sẽ không biết được những sự việc trên không gian mạng để mà ông ta có những cái lời gọi là phát ngôn nó gây đến ngày hôm nay, là nó đưa Thiền Am bay đến bờ vũ trụ luôn, thưa quý vị. Chúng ta rõ ràng có thể thấy rằng đó, chính các nhân vật gọi là tu ca này đến ngày hôm nay là một trong những người có thể nói là đưa Thiền Am đi xa, để cho họ tạo dựng những cái video clip trên không gian mạng này, họ làm những cái lời phát biểu trên các kênh YouTube mà họ đã đăng cũng như là trên không gian mạng. Thậm chí họ còn nói rằng đó, thầy của tôi dạy là phản động nói thì tôi cũng nghe, rồi nào là ngồi trước công an thì cũng gọi là gọi ông Thích Nhật Từ gọi là ngu như bò vân vân. Nếu như mà thằng lúc đó, thời điểm đó dường như là Nhị Nguyên hay là Hoàng Nguyên, cô chú anh chị, dường như là Nhị Nguyên, nếu như nó không làm, không có những cái phát ngôn mà trên mạng xã hội nói rằng là thầy tôi dạy như vậy
thì có lẽ rằng cái câu chuyện nó gọi là không đi quá xa cho đến ngày hôm nay đâu, thưa cô chú anh chị. Thì rõ ràng là chính căn nhạc Phật này đã đưa Thiền Am đi xa. Và cũng ngày hôm nay đó, thì theo một cái thông tin được chia sẻ đó quý vị, thì chính ông Lê Tùng Vân này đã có thể nói là đưa ra mọi cái quyết định bên phía Thiền Am Bộ Trụ giữ ai ở lại và đẩy ai đi. Chúng ta được biết là rất là nhiều những mạnh thường quân đã giúp đỡ cho Thiền Am rồi Vũ Trụ đó, họ đã từng bị ông Lê Tùng Vân chửi bới và thậm chí là xúc phạm nhục mạ, mặc dù đã giúp cho Thiền Am rất nhiều, như là chú Thiện Đạt, đặc biệt là một trong những cái điển hình. Cái thời điểm đó thì đã xây nhà, xây chùa, rồi sửa phòng ốc, vân vân các kiểu, thậm chí là hàng ngày vào đó để mà lau dọn, đốt nhang, thắp hương. Nhưng mà ông Lê Tùng Vân ra lệnh một cái thôi thì rất nhiều những cái kênh YouTube quay xe lại để mà có thể nói là nhục mạ chú Thiện Đạt, tất cả những cái lời vu khống, đưa chú Thiện Đạt có thể nói là vào một trong những cái thế có thể nói là bị chửi bới rất là nhiều, mặc dù là người ta đã giúp đỡ Thiền Am. Đây là một trong những hành động ăn cháo đá bát. Thì ngày hôm nay đó, cô thủ kho đó, cô ấy cũng giống như vậy, khi mà cảm thấy rằng hết giá trị lợi dụng và thấy rằng cô thủ kho này đang mang lại một trong những cái bất lợi cho Thiền Am Bộ Trụ, thậm chí là còn giành giật của mạnh thường quân của Thiền Am Bộ Trụ nữa, thì rõ ràng là một trong những cái sự xảo quyệt của ông Lê Tùng Vân cũng như các con của ông ấy, đặc biệt là Minh Tú, thưa quý vị, thì đã thể hiện một trong những cái điều mà cho chúng ta thấy là mặc dù Thanh Trần cũng đã có rất nhiều những cái sự giúp đỡ cho Thiền Am cũng như là đi kiện cáo giùm Thiền Am, mà khiến Thanh Trần ngày hôm nay đó đã dính vào những cái vấn đề pháp lý không thể gỡ được nữa. Ngày hôm trước thì được biết lên làm việc rồi, thì người ta đã cho một dường như là cho một cái cơ hội để quay trở về, và có cái động thái đó chính là khóa mõm, cấm nói. Không biết rằng là mấy ngày hôm nay đó thì cô thủ kho nằm ở trong nhà có cảm thấy bực bội, ức chế hay là không. Cũng như là các hồi hộp lo âu liên quan đến rất nhiều những cái sự việc, nào là tỉnh thất bồng lai, rồi cho đến là vụ của bà Nguyễn Phương Hằng, không biết là mình sẽ gọi là bị bế giờ nào. Đây là một trong những cái điều mà có thể nói là ăn không ngon ngủ không yên, hàng đêm mà ngủ không được, trằn trọc tất cả mọi thứ. Đây là một trong những cái hệ lụy mà các cá nhân được mang mác là luật sư, rồi cũng như là cái vì đồng tiền để mà có thể nói là làm những cái việc gọi là bất chấp trên gọi là không gian mạng này, thưa cô chú anh chị, đặc biệt là bênh vực cho cái ác như là cô thủ kho nha. Thưa quý vị, thì cái câu chuyện mà khi mà cô thủ kho đó mong muốn được mình có được cái phòng luật sư riêng, văn phòng luật sư riêng, thì ngày hôm nay là dường như đã tắt rồi, tắt cái tia hy vọng này khi mà một trong những cái thông tin được đưa ra cho rằng là cô thủ kho này sẽ sớm ngày mà có thể nói là hại Thiền Am. Thậm chí họ đưa ra thông tin là cô thủ kho này quay xe cấu kết với gọi là cô Tư Cầu Muối để mà lấy một số những cái thông tin từ phía Mạnh Thường Quân đã chuyển tiền vào Thiền Am như thế nào để mà báo cáo lên cơ quan chức năng, khi mà thủ kho vào thời điểm hiện tại đó đã lên làm việc rồi. Chúng ta có thể thấy rằng là khi một cá nhân nào đó có dấu hiệu là hại đến Thiền Am thì ngay lập tức họ đang tổng tấn công để mà đẩy các nhân vật này ra ngoài, để cho giúp đỡ cho Thiền Am Bộ Trụ. Nhưng mà mặc dù như vậy đó thì cũng chỉ gọi là bộc lộ được cái gọi là cái động thái ăn cháo đá bát, cái dơ bẩn của Thiền Am Bộ Trụ thôi, không biết ơn đâu cô chú anh chị. Chứ thực tế thì chúng ta có thể thấy thời điểm này đó thì chỉ có trời cứu thôi, chỉ có trời cứu Thiền Am Bộ Trụ thôi, đường nào thì cũng gọi là có thể nói là toan hết trơn cô chú anh chị. Khi mà 331 thì cũng đã xử xong, còn liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì dường như tất cả mọi cái dấu hiệu cũng như là cơ sở cho thấy rồi, bị hại cũng đã làm việc rất nhiều rồi. Thì vào thời điểm hiện tại đó thì Am chỉ chờ ngày thôi, chờ ngày khởi tố vụ án rồi công bố thôi. Còn liên quan đến cái vấn đề các nicotine bên trong đó thì Thanh Nguyên nghĩ rằng đó từ 1 đến 2 nhân vật cũng sẽ bị dính theo cái vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái thứ nhất đó chính là họ biết rõ những cá nhân đó là chính là con của họ, bởi vì chính họ sinh ra thì làm sao không biết được cô chú anh chị. Biết rõ là những đứa trẻ trong đó là con của mình sinh ra, nhưng vẫn cố tình nói dối, cố tình lừa gạt để mà gọi là kêu gọi quyên góp như thế này thế khác, nhận tiền từ những cái đồng tiền mà chưa nói đến những đồng tiền mà từ thế lực nước ngoài nha, từ đồng tiền của Mạnh Thường Quân thôi, thì họ đã có dính líu rồi.
À, chúng ta chưa kể đến cái vấn đề gọi là loạn lương đâu, thưa quý vị. Bởi vì loạn lương bây giờ Thanh Quyền thấy rằng rất là khó khăn. Cái thứ nhất đó, cái khả năng nhận tội của họ sẽ là 0%. Bởi vì chúng ta được biết cái thái độ gọi là xảo quyệt cũng như là gian xảo của ông Lê Tùng Vân rồi. Đến thời điểm này thì ông ta cũng đã gọi là lớn tuổi rồi. Thanh Quyền đánh giá rằng ông này thà chết chứ không bao giờ nhận tội đâu quý vị. Nhưng mà các cá nhân còn lại, khi mà xác định có huyết thống rồi, đặc biệt là bà Cao Thị Cúc cho đến là bà Lê Thu Vân nè, hai nhân vật này thì không thể nào thoát được cái tội danh nếu như mà xác định ADN là những đứa con đó của gọi là các nhân vật ở bên trong Thiện Am. Thì cho dù ông Lê Tùng Vân đó có xảy ra cái chuyện gì, cái sự vật hy hữu là ông ta ra đi thưa quý vị, thì cái tội danh đó người ta sẽ gọi là không xét xử đối với ông ấy được nữa, thì cũng sẽ gọi là xét xử với các nhân vật còn lại, các nhân vật còn lại nha, như bà Cao Thị Cúc hay cho đến gọi là bà Lê Thu Vân, đường nào cũng không thoát được cô chú anh chị. Còn đặc biệt đó, cái sự việc của cô Lan Hai Lúa cũng như là Đào Kim Lân vào thời điểm hiện tại, thì đặc biệt đó chính là Đào Kim Lân thưa quý vị, cô là không thể thoát được với một số những cái tội danh rồi. Khi mà chúng ta được biết đó, về phía Cục An ninh mạng cũng đã gửi tin báo về tội phạm, vài ngày nữa thì cũng sẽ có cái thông tin mà thôi. Cái hạn mà 2 tháng đó, đó chính là ngày 1 tháng 4, chỉ còn 1 tháng cho Đào Kim Lân. Thì ngày hôm nay đó, cô Lan như là ông Lân cũng đi chơi, tranh thủ cái thời gian, mặc dù đã nhận tiền từ phía Thiện Am bổ trụ rất là nhiều, nhưng mà không giúp được gì. Nhưng mà yêu cầu có tiền thôi, thì Lân vẫn nói và lấy tiền đó đi chơi thoải mái, còn cứ bỏ mặt nội cũng như là các cá nhân còn lại cứ vào tù thôi. Đi tù là Thiện Am, còn nhận tiền đi chơi thoải mái vẫn là một số các luật sư. Ngày hôm nay thì cô thủ kho dường như là 3-4 ngày rồi không có lên, không có lên clip, không có live stream luôn. Tuyên bố là cho kênh, nhưng mà giờ chắc hẳn là ông Nguyễn Hồng Sơn ông cũng không dám nhận cái kênh này nữa quý vị, bởi vì là có cái dấu hiệu rồi, dấu hiệu gọi là phạm tội rồi, xóa clip, xóa kênh rất là nhiều. Cũng như là không chỉ là một cái kênh của cô thủ kho đâu, rất là nhiều những cái kênh chủ lực như là Hồng Ngọc Biển Đông thì cũng đã ẩn hết tất cả clip. Thì đó là một trong những cái dấu hiệu mà có tật giật mình tự khai luôn. Khi mà cơ quan chức năng ra thông báo có cái dấu hiệu gọi là mở rộng điều tra cái vụ của Hàn Ni, cũng như là một số phát ngôn trên công nhân mạng xuyên tạc vu khống, thì các nhân vật này tự động xóa, tự động ẩn, là thừa nhận mình là gọi là có cái hành vi đó rồi. Thì đây là lại ông tôi ở buổi này, không sớm thì muộn thì cũng sẽ đi theo các nhân vật mà họ bên vực, đó chính là cha con của ông Lê Tùng Vân thưa quý vị. Đây là một trong những cái thông tin có lẽ rằng khi mà cô thủ kho đó, cô ấy nghe cô ấy rất là sốc với thông tin này. Thời gian qua mình đã bênh vực cho cha con nói như vậy, mà ngày hôm nay chính cha con nó, chính ông Lê Tùng Vân nha, là đã có một động thái khai tử, cái động thái khai tử của thủ kho này. Thì cơ hội cuối cùng của con thủ kho đó chính là ăn năn hối cải, ít nhiều thì cũng được giảm chút ít, thì cũng gọi là cũng sớm quay trở về hòa nhập với cộng đồng, với gia đình. Thì nghĩ rằng đó, khi mà nghe thông tin này thì cô thủ kho nên nhanh chóng quay đầu hợp tác với cơ quan chức năng, đặc biệt đó là công an tỉnh Long An, để mà sớm làm rõ một số những cái hành vi của Thiện Am bộ trụ, chấm dứt cái câu chuyện này trải qua một khoảng thời gian quá dài rồi thưa quý vị. Thì đó là một số cái thông tin mà chiều ngày hôm nay Thanh Quyền muốn chia sẻ cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm, yêu thương, tin tưởng, ủng hộ kênh. Mong rằng quý vị khán giả khi xem video cho em xin một like, một đăng ký, một chia sẻ giúp kênh có thể phát triển hơn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800.000, một ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em kèm hai sản phẩm này thì
hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó thì ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.